Em biết cái cảm giác mà phải cõng một người mà nhìn người mình đang yêu thương nằm trên vai của một người khác. Đúng, ánh mắt đó là của Kyo đó. Rồi bị con chơi kia nó xiết cổ nữa. Bây giờ mới vừa thích nhau mà còn có 50.000 đi ăn sáng nữa. Còn gì bằng. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ không cho 50.000 cũng có cái để ăn nữa. Em nghĩ là sẽ có điều bất ngờ, một cái twist ở trong cái tập này. Em có chủ động không? Thật ra là kiểu mình cũng là một người cá tính ấy, và mình thích cái gì thì mình muốn là mình có được cái đó, chứ không thể là mình ngồi một chỗ mà mình không chờ. Chờ những khi không được lượt mình anh. Ví dụ nếu một chàng trai như Bimat thì em nghĩ là em sẽ chủ động hay không? Em sẽ không có quá nhanh chóng để chủ động, để xem tình hình như thế nào. Chưa đã nư em không? Dạ, phải xem, phải xem xét như thế nào. Xem hả, ok. Em nghĩ là Thành sẽ là người chủ động. Và Bimat cũng sẽ là người tạo cơ hội cho sự chủ động đó. Chúng ta hãy coi họ sẽ đến với nhau như thế nào. Em biết cái cảm giác mà phải cõng một người mà nhìn người mình đang yêu thương nằm trên vai của một người khác. Đúng, ánh mắt đó là của Kyo đó. Rồi bị con chơi kia nó xiết cổ nữa. Đừng bóp cổ, đừng bóp cổ. Bóp cổ. Cuộc đời đã éo le rồi mà con nhỏ trên nó còn xiết cổ nữa, thì anh hỏi em cuộc đời còn cái gì mà để tranh cãi hơn thiệt. Mặc dù thắng mà cái mặt khờ luôn, nó xiết không còn một miếng máu. Bây giờ mới vừa thích nhau mà còn có 50.000 đi ăn sáng nữa. Còn gì bằng. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ không cho 50.000 cũng có cái để ăn nữa. Mối tình đầu của Đoàn là năm 18 tuổi. Rồi quen tới 2 năm rưỡi thì bạn ấy mất. Tiếc. Lúc đó buồn nhiều lắm. Nhưng mà thì cũng cố gắng mà cho qua thôi. Thì đáng lẽ với những cái người đàn ông như vậy á, là người ta đã trưởng thành lắm rồi. Hoặc là có cái nỗi buồn gì đó sâu kín như Ngô Kiến Huy chẳng hạn. Đau bụng hả anh? Quan điểm của em nha, là khi mà chúng ta đang có một cái mối tình đó, thì chúng ta sẽ có cái rào chắn rất là lớn. Ở có một mối tình đã qua thì cái rào chắn này nó cực kỳ kinh khủng khiếp. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Madison Media Group để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ Vô Lăng Tình Yêu nha. Xin chào mọi người, và mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Vô Lăng Tình Yêu, 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lăng Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment. Tựa như giấc mơ đêm nay em đã thôi bơ vơ. You and me chia ta trên một chuyến xe.